Chào mừng các bạn đã trở lại với kênh Phong Thủy Khải Toàn. Hôm nay tôi sẽ nói về người cầm tinh con rồng, tức là Thìn. Thìn là một trong tứ khố. Khố là một loại thương khố đại diện cho đất đai, nhà cửa. Bản tính của Thìn rất là biến hóa, thích nghi cao. Người cầm tinh Thìn hoặc là sinh tháng Thìn, cả một đời biến hóa. Thường, người có chữ Thìn và chữ Tỵ được xem là mệnh tốt. Tuổi Thìn sinh vào mùa xuân tháng 2, tháng 3, tháng 4, thường là dư mộc và cần kim. Sinh vào mùa hè tháng 5, tháng 6, tháng 7, thường là dư hỏa cần thủy. Người sinh vào mùa thu tháng 8, tháng 9, tháng 10, thường là dư kim cần mộc. Cuối cùng, tuổi Thìn sinh vào mùa đông tháng 11, tháng 12, tháng 1 thường là dư thủy thiếu hỏa. Tuổi Thìn tháng ngày giờ có chữ Dậu, tức là có sao hàm trì. Sao hàm trì chủ về đào hoa, tình dục, nhân duyên, khéo ăn nói. Người có sao hàm trì phù hợp làm ngành nghề dịch vụ, giao tiếp rất là tốt. Ở năm tháng ngày có chữ Dần là người có sao Dịch Mã. Sao Dịch Mã chủ về biến động, đi xa, thay đổi công việc, thay đổi chỗ ở, làm việc xa nhà hoặc là đại diện cho xuất ngoại. Cuối cùng là sao Hoa Cái. Thìn có thêm một chữ Thìn ở năm tháng, ở tháng ngày và giờ là sao Hoa Cái. Sao Hoa Cái đại diện cho tài hoa, thông minh, sáng dạ, là người học nhanh hiểu nhanh, phù hợp ngành nghề mỹ thuật và nghệ thuật. Tuổi Thìn khi mua nhà lưu ý cửa nhà tránh ở hướng Hợi. Hợi là một góc trong Tây Bắc. Tuổi Thìn nhà cửa ở hướng Hợi sẽ phạm vong thần. Vong thần chủ về kiện tụng và thị phi, ảnh hưởng nhiều đến tinh thần, rất khó để ở. Nói về tính cách, Thìn là một trong tứ khố, rất là linh hoạt. Khố là đại diện cho ngân khố, ban phát, bao dung. Tuổi Thìn có khả năng thu hút sự chú ý của người khác và có những cá tính đặc biệt, đôi khi thay đổi bất ngờ làm người khác khó hiểu. Rồng là biểu tượng của sức mạnh, huyền bí. Bởi vậy, cầm tinh con rồng thường thông minh tài trí hơn người và đầy quyền lực. Họ có nhiều tham vọng và luôn đạt được thành công danh tiếng. Phần lớn có cá tính mạnh mẽ, có bản lĩnh. Trong cuộc sống, họ thường không bằng lòng với hiện tại, luôn muốn đấu tranh để vươn lên. Tuổi Thìn có sức sống mãnh liệt, toát lên một vẻ oai hùng. Không chỉ có vậy, họ hội đủ những tinh hoa, phẩm chất đẹp đẽ của một con người, sự thật thà, bao dung và tình yêu thương đối với mọi người. Tuổi Thìn và Tỵ phần lớn có vận đẹp. Họ có tài năng bẩm sinh, thường là những người này rất là giỏi làm ra tiền. Tuy nhiên, trong cuộc đời không phải lúc nào cũng suôn sẻ. Họ thường gặp rất là nhiều gian truân. Với những người có mưu cầu công việc cao, địa vị cao, họ rất là thường xuyên thay đổi công việc, thay đổi nơi làm việc. Tuổi Thìn thường thích sống tự do, không thích bó buộc. Phần lớn người tuổi Thìn họ thích đi đây đó, nên lập gia đình với họ là một điều bó buộc mà họ không hề yêu thích. Chính vì vậy mà họ kết hôn khá trễ. Giai đoạn này họ đã tích góp một số tiền khá là an toàn cho cuộc sống hôn nhân sau này của họ. Về gia sản người tuổi Thìn, một số người do họ tích góp, một số người do được thừa hưởng. Trong cuộc đời họ thường có đầu óc vĩ mô, suy nghĩ những việc rất là lớn. Tuy nhiên, dễ thành công lúc đầu, càng về sau càng khó thành công hơn. Tình duyên tuổi Thìn thường là họ thích đối tượng của người khác. Họ rất nghiêm khắc với bản thân, đặt ra mục tiêu cho mình,
nên vì thế đôi khi họ khá cố chấp. Đa phần họ quen biết bạn đời mà nên duyên. Một đặc điểm của người tuổi Thìn là họ luôn lý tưởng hóa sự việc, muốn sự việc trở nên một cách hoàn mỹ. Nam giới tuổi Thìn họ có khá nhiều ước mơ hoài bão, họ luôn muốn biến những ước mơ hoài bão của mình thành hiện thực. Họ là những người có trái tim bao dung, nhân hậu và ban phát. Chàng trai tuổi Thìn có tính cách hướng ngoại, sống thực tế, thích giao tiếp với nhiều người xung quanh và hiếm khi nào mất niềm tin vào bản thân của chính mình. Ngoài ra, những anh chàng này khá là thích rèn luyện cơ thể, rèn luyện sức khỏe của bản thân bằng những hoạt động ngoài trời. Nữ tuổi Thìn luôn đấu tranh để tìm sự bình đẳng trong cuộc sống. Họ là những cô nàng rất thích làm việc thiện, luôn kêu gọi những người xung quanh của mình vào tổ chức từ thiện của mình, ủng hộ và giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn. Họ là những cô nàng thoải mái, hòa đồng và bao dung. Họ giản dị trong cách ăn mặc, không quá cầu kỳ. Đó là lý do tại sao bạn thấy những cô nàng tuổi Thìn mặc rất là đơn giản, thoải mái chứ không phải trong những bộ đồ sexy. Tuổi Thìn kết duyên với Thân, Dậu, Tý, Mão là những mối lương duyên tốt đẹp. Người tuổi Thìn nên nhớ, nếu sinh vào mùa xuân và hè thường là dư, mộc, hỏa và cần kim thủy. Nếu sinh vào mùa thu và đông thường là dư kim thủy cần mộc hỏa. Đây là thuyết ngạ mệnh trong cải vận. Các bạn có thể tham khảo trên website phongthuykhaitoan.com hoặc phongthuycaivận.org. Và hãy nhớ theo dõi kênh Phong Thủy Khải Toàn trên YouTube và Facebook. Cảm ơn các bạn đã xem.